Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của nhạc cụ Minh Phụng. Mình là Trung Tính. Và video hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn đó là chức năng K-Click, hay còn gọi là chức năng chia bàn phím. Có nghĩa là khi các bạn đệm một bài nhạc thì phần tay trái là cái phần đệm, còn phần tay phải sẽ là phần các bạn solo, hay còn gọi là các bạn đi nốt giai điệu. Thì chức năng này nó giúp các bạn có thể thay đổi được. Ví dụ như các bạn muốn đệm phần tay trái lên tới nốt Do 3 trên cái đàn keyboard thì các bạn có thể điều chỉnh được. Và cách thức làm như thế nào thì mình sẽ đi vào chi tiết hướng dẫn cho các bạn nhé. Và sau đây mình xin đi vào chi tiết chức năng K-Slip trên cái đàn Custman K250 nhé. Điều đầu tiên các bạn nhấn vào nút Function. Đây, thì trên màn hình nó sẽ hiển thị là K-Slip và nó hiển thị là 019. Các bạn xem 019 có nghĩa là khi các bạn bấm hợp âm, nút hợp âm ở đây, thì tính từ nút đồ đầu tiên tới cái nút số 19 thì nó cho phép bạn đệm hợp âm. Ví dụ mình có thể 1, 2, 3, 4, 5, đó, cho đến nút 19. Đây, tới đây là hết này. Tới đây là nút 19 này. Đó. Và để các bạn thuận tiện hơn trong cái việc mà chơi nhạc đệm hợp âm trên cái đàn Custman K250 ấy, thì cái đàn này có thể cho phép các bạn tăng thêm một số nốt lên để các bạn có thể đệm dễ dàng hơn cho phần tay trái bằng chức năng K-Slip. Các bạn nhấn vào và các bạn di chuyển số. Ví dụ như mình muốn tăng lên tới đây thì bấm nút 20. Đấy, lên đây nó không nhận. Và các bạn có thể tùy chỉnh, thay đổi số theo mọi số các bạn chọn thôi. Rồi để về mặc định thì các bạn giữ hai ngón tay vào chức năng thì nó sẽ trở lại nút số 19. Có nghĩa là 19 phím cho phép mình đệm hợp âm. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu video có hay hoặc bổ ích, các bạn hãy ấn like và subscribe đăng ký kênh để chúng mình có thể làm những video tiếp theo hướng dẫn các bạn nhé. Nếu các bạn có điều gì thắc mắc hoặc cần hiểu biết thêm về chức năng của đàn Custman K250 hoặc những dòng đàn organ khác, các bạn hãy để lại comment ở dưới, chúng mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.